thay vải mặt, vải băng bảo dưỡng bàn cho câu lạc bộ K93 Bình Đông, Bình Sơn, các câu lạc bộ Trimbater, Villa Sala, Nghĩa Trung và Công an Nhân dân Đức Phổ v.v. Khách hàng luôn tìm kiếm những địa điểm chơi bida chất lượng để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Việc đầu tư vào trang thiết bị bàn bida chất lượng và chọn bida Thiên Phúc là đối tác cung cấp đáng tin cậy sẽ giúp bạn thu hút khách hàng và xây dựng được một thương hiệu tốt trong ngành kinh doanh giải trí này. Bảo dưỡng thường xuyên bàn bida là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của bàn trong quá trình chơi. Việc thay vải bàn định kỳ giúp bảo vệ bàn và bề mặt bàn khỏi bị hư hỏng và mòn, đồng thời cung cấp một bề mặt trơn tru để bi lăng mượt mà. Đặt niềm tin vào bida Thiên Phúc, bạn sẽ nhận được dịch vụ chất lượng vượt trội. Chúng tôi đã xây dựng được uy tín trong ngành bida và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Hãy để chúng tôi chăm sóc bàn bida của bạn và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho bạn. Lựa chọn Thiên Phúc là chọn cho phúc, may mắn, tài lộc và thịnh vượng.